Dạ, Thái xin chào cả nhà. Hiện tại Thái đứng ở đây là đường Phan Văn Khỏe và đường Bảy Sậy hay cả nhà, thuộc địa quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Cái dự án này kinh Hồng Bàng hay cả nhà. Hiện tại bây giờ thì cũng chưa hoàn thành ha, cũng đang còn dở dang hay cả nhà. Thì tất cả đang xúc tiến rất là nhanh luôn để mà làm. Còn cái dự án này làm tới bao lâu hoàn thành thì cũng chưa có biết ha. Đây là còn công trình còn cực kỳ dần dở dang ha. Đây là trước mặt Thái nè, đó, đang làm cái kênh này ha. Này đất đai thì đang xới lên ha cả nhà. Cái này thì làm cái kênh này thì cũng như bờ kè ha. Đây cái giọng cừ người ta đang làm nè cả nhà ha, còn khúc phía sau lưng nè. Đây phía sau lưng Thái nè, đây còn cái bờ ổng ngang luôn nè. Góc bên đây là chợ Kim Biên hết cả nhà. Đó. Chỉ còn cái cầu này nhỏ thôi để cho xe của bà con mình đó, đi qua đi lại ha, để di chuyển hết cả nhà. Tại cái này nó nằm gần chợ Sĩ á, cái hàng tôi dùng á thì người ta đây người ta cái sự di tỉnh khá là nhiều luôn. À, thông ban tiếp mình dùm cùng Thái ha, xem cái hiện trạng cái kênh này như thế nào các nhà. Đây là cái đường nối dài cái đường hồi nãy thấy quay cho các nhà cùng xem á, là đang thi công với các nhà, là vẫn là kênh Hình Bàn ha. Còn ở đây thì còn ngổn ngang quá trời luôn, nó chưa có mà hình thành giống như khúc hồi nãy dòng cừ cũng như là mình xây bờ kè. Còn đây nè, rau muống nó mọc tùm lum luôn. Đây là còn như hầu như là ba cái gạch đó là để là tới bây giờ luôn cũng chưa xong. Có một cái là dính, đó là cái căn nhà ngay góc chính giữa này luôn rồi cả nhà. Đó, chỉ còn một căn này duy nhất thôi. Thái nghĩ chắc lẽ là do cái đền bù cái mặt bằng chắc chưa thỏa đáng nên người ta chưa đi ha. Đó là chắn ngang. Còn đó, đây là cái khu vực chợ lớn nè. Đó, là chợ Sĩ chuyên bán dây hàng tiêu dùng nhanh ha. Đó, vòng vòng chợ đó đó. Bánh kẹo là với gia vị là nhiều. Đây là giống như một con sông nước này. Này nước này chắc nước mưa hay sao á. Đi một vòng khúc tới đẳng luôn đi, Thái sẽ quay cho cái nhà cùng xem á. Đây căn nhà này nó trắng ngang luôn nè, như thế này. Đây rau muống mọc tùm lum hết nè cái nhà đó. Mà Thái theo Thái xem cái bản thông tin đó thì là cái dự án này là tới 30 tháng 4 ha, 2025. Còn hiện tại thực trạng bây giờ thì không biết là có hoàn thành trước cái ngày đó hay không ha, để Thái thông tin Thái cập nhật được ha. Đây cái dự án bờ kè nó như thế này nữa nha. Này là khúc ta đang giải tỏa rồi, một số nhà người ta đã đi rồi nè cả nhà ha. Đang làm đó nhưng còn dở dang quá trời, còn cây cỏ ở đây để mọc nè. Góc nhỏ là coi như đó đập nhà cửa ta đi hết trơn, bành bù ta đi hết trơn, người dân ta đi hết trơn đó. Còn đây khúc này nè, cái khúc đẳng này coi như nó hình thành rồi, còn khúc này thì hầu như là nó cực kỳ dở dang luôn. Nó thấy đó, hồi trước Thái có quay khúc đoạn đầu đường này rồi, khoảng tầm khoảng 2 tháng trước á, mấy cái cây này nó chưa có đâu, nó chưa có cái mọc đâu, bây giờ nó mọc lên chân nè, nó còn gạch đầu nhà cửa đó, khúc góc đó tới cả nhà đó, còn rất là ngổn ngang ha. Đây quá trời luôn. Rồi, tham quan dòng tiếp cùng Thái ha, xem khúc đầu đẳng này ha cả nhà. Hay còn đây là đoạn giữa cả nhà, đoạn giữa nó đang cái còn ngổn ngang lắm nè, cũng chưa có mà làm bất cứ điều gì ha.
tại một số nhà dân người ta còn đang mà chưa dời di dời đi á cả nhà. Đây nó còn cũng tan hoang hết ha, cũng chưa có gọi là xong gì đâu hết. Đây ngổn ngang ha. Người ta đi xuống dưới đây cho cả nhà cùng xem á, cái này là như mấy cái hộ dân này coi như là người ta đã đi rồi đó cả nhà, nên người ta đang mà đập bỏ hết ha, để mà người ta chuẩn bị ta xây á. Thì còn số nhà chưa xong mà. Thế thì chứ công trình này không biết tới tiền nào mà xong, còn rất là khá là lâu luôn á cả nhà. Thì thấy quay xung quanh cả nhà cùng xem hiện trạng hiện tại giờ nha. À, thông qua một dòng tiếp cùng Thái ha cả nhà, xem cái con đường này còn bao nhiêu căn nhà nữa người ta chưa di dời ha. Đây còn mấy cái nhà cũng chưa có giải tỏa này cả nhà đó. Thì Thái quay đoạn đường đầu để cho cả nhà cùng xem này ha. Cái đoạn cuối thì nó lộ diện rồi, còn cái đoạn này thì coi như chưa có hoàn thành đâu, mà nó là cái thằng này là nó thi công đầu tiên trước nè, và tới bây giờ đó. Để Thái lắng xe, Thái quay lại cái nhà cùng xem nè đó, để Thái xuống dưới thấy quay cận cảnh cái nhà cùng xem ha. À, mình vào bên trong đi. Đây là cái đoạn đầu ha cả nhà. Đây thấy xuống thấy quay trở nhà cùng xem luôn nè. Đây nè, cái đây là cái khúc đầu của đường Phan Nhân Phẻ và góc đây là bãi sậy nè ha. Đây đó. Đây là những cái gạch ha, gạch để làm cái kênh nè. Rồi đi theo một vòng cùng Thái luôn đi, còn nước nè. Đó. Nước thủy kênh nó có như thế này thôi, thì người ta đang làm gấp rút làm, nhưng hiện tại bây giờ là theo thấy nhận định nha, thì chưa có gọi là chưa được 30% của công trình nữa. Một phần do nữa là cái sự đền bù của mặt bằng của nhà dân thì chắc chưa xong hay gì đó. Cái đoạn giữa đó là nãy Thái chạy ngang rồi đó, là nó còn khúc những đoạn này nữa. Nếu mà giải tỏa và giải tỏa hết cái đoạn lần này thì mới làm là tới cuối cái đoạn đường mà nãy Thái quay ha. Còn bây giờ là chưa xong. Còn dưới mặt bằng thì một số chất nhà dân đây ha. Có đó. Ở cái nhà mình gốc bên đó là cái chợ lớn ha, cái chợ lâu đời của Sài Gòn ha. Đa phần luôn là những khách du lịch đó, đều tham quan á, đều ghé chợ lớn tham quan ha. Cái cảnh vật của nó, hay nữa là cái mua bán hồi xưa dẫn như là dẫn xưa vậy đó, nhìn đẹp lắm. Thái đã từng làm một clip riêng biệt rồi, thì cả nhà cùng vô xem ha, vô kênh của Thái xem. Đây Thái quay tổng quan ngược lại cho cả nhà cùng xem người dân mình đang sinh sống nè, cả nhà mua bán ha. Đa phần ở khu vực này là người Hoa nhiều hết cả nhà. À, tham quan tiếp vòng cùng Thái nữa ha. Đây là chỗ công viên của quận 6 đó cả nhà ha, đã cải tạo lại công viên luôn ha cả nhà. Đây đoạn đầu là của đường bãi sậy nè, trải lộ nhựa làm đã hết trơn ha. Đây là đường Cao Văn Lầu, đây nhìn rất là đẹp luôn.
đó, người ta đã trải thảm nhựa xong đó cả nhà. Thì các anh đang làm này ha, gấp rút thôi cả nhà. Thì đoạn đường này, cái này là cái công viên ha. Nó xâm công viên như thế này nè. À, chạy tham quan một vòng Cồn Thái nữa ha, xem như thế nào. Giữa này, khu giữa thì nó bình thường ha, thì xây giống như cái gì nè cả nhà. Đó. Cái kênh nó như vậy đó. Nó cắt như con đường Ngô Nhân Tịnh nè. Ở đây là cái công trình đang thi công ha cả nhà. Đó, người ta gào lại, người ta không có cho vào ha. Đó, hồi nãy thấy nó quay khúc đoạn đường đẳng cho cả nhà cùng xem rồi. Người thấy chạy một vòng giáp lại cho cả nhà cùng xem là do bây giờ người ta đã coi như là gài lại ha, đóng mấy cái này lại để không cho thi công cho nó dễ dàng hơn ha cả nhà. Không, đoạn đường dài tới chợ Kim Biên luôn. Đã xong hết trơn ha, coi như là đóng lại hết hoàn toàn ha cả nhà. Tới đây Thái cũng xin kết thúc video ha. Chúc cho cả nhà có một ngày làm việc vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh Thái ủng hộ Thái nha. Thái sẽ tạm biệt mọi người ạ.